đường về có mà. Bánh canh bánh xèo. Ừ thiệt á, cái chỗ đó hồi trước hay ăn, ăn xong đi vô nha ra uống nước, trời ơi, uống có ly nước mà bắt bằng hai đứa ăn mệt nghỉ luôn. Ủa là sao này cũng không có gì đặc biệt lắm. Ông chứ là ông nhất hay ta? Ông thợ à, cái đồng hồ này hồi trước anh có con gái này không ạ? À, của em thì bằng đồng thiệt, cái này không biết là bằng hay bằng đồng thiệt nữa. Mấy cái này mình đều thấy quen hết đó. Ừ không, ở nhà con cái đoàn đồng thiệt, nhưng mà hồi nhỏ thấy nó không có chạy á, nhưng mà